Dương Thụ Thành, ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hàng A. Những ông trùm showbiz, lắm tiền nhiều của và vô cùng quyền lực. Họ chẳng phải là nghệ sĩ, không phải diễn viên hay ca sĩ, nhưng lại có thể dùng một tay che trời trong giới giải trí. Và đặc biệt, họ có những mối quan hệ vô cùng thân thiết với các nghệ sĩ. Thuật ngữ phong sát có lẽ cũng ra đời trong thời điểm này, khi các ông trùm không vừa mắt một nghệ sĩ nào đó. Rất nhiều năm về trước, giai thoại về những ông trùm thâu tóm làng giải trí từng là đặc sản trong các câu chuyện trà dư tửu hậu của người đời. Và trong số những ông trùm showbiz ấy, người ta không thể bỏ qua cái tên Dương Thụ Thành, ông chủ Anh Hoàng. Nói đến làng giải trí Hồng Kông, chắc chắn không thể không nhắc đến Anh Hoàng, tập đoàn giải trí sở hữu hàng loạt minh tinh hạng A. Chủ tịch của tập đoàn Anh Hoàng, Dương Thụ Thành, được coi là vị đại gia có khả năng hô mưa gọi gió, thao túng cả showbiz xứ Cảng Thơm. Nếu Hướng Hoa Cường hùng tàn hiện rõ trên mặt, dùng binh để dựng sự nghiệp, thì Dương Thụ Thành luôn tâm niệm có tiền là có tất cả. Đây là hai cái tên khiến người ta run sợ. Sở hữu trong tay hàng tỷ vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn. Vào năm 1934, một thanh niên nghèo mang tên Dương Thừa Trạch đã quyết định rời bỏ quê nghèo của mình tới Hồng Kông hoa lệ với hy vọng tìm thấy chân trời cuộc đời mình. Để có thể tồn tại, Dương Thừa Trạch đã làm nhiều công việc cùng một lúc, từ bán hàng rong cho tới dọn dẹp vệ sinh. Vào thời điểm đó, kiếm tiền dường như đã trở thành ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời Dương Thừa Trạch. Suốt 8 năm làm việc không ngừng nghỉ, Dương Thừa Trạch đã hoàn thành mục tiêu của cuộc đời mình, có một cửa hàng đồng hồ nhỏ nhỏ. Cửa hàng này kinh doanh chủ yếu là bán lẻ và sửa chữa đồng hồ đeo tay, dù không quá lớn nhưng kinh doanh vẫn rất tốt. Kinh tế ổn định, Dương Thừa Trạch kết hôn và chào đón cậu con trai đầu lòng vào năm 1943. Cậu con trai ra đời được bố mẹ đặt tên Dương Thụ Thành. Khi Dương Thụ Thành 13 tuổi, Dương Thừa Trạch được bạn bè rủ dê làm ăn. Nghĩ rằng cố gắng cho con cái một cuộc sống tốt hơn, Dương Thừa Trạch đã dốc hết vốn liếng, nhưng cuối cùng nhận lại là sự lừa đảo của bạn bè. Tất cả số tiền mà Dương Thừa Trạch gom góp hàng chục năm trời trở về con số 0. Công việc của bố phá sản khiến Dương Thụ Thành từ thế hệ giàu có thứ hai trở thành cuộc sống nghèo khó, gia sản sa sút, bố thất nghiệp, cả gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, khiến Dương Thụ Thành tự thề rằng sẽ cố gắng vượt lên. Phi vụ làm ăn đầu tiên trong cuộc đời của Dương Thụ Thành là buôn lậu đồng hồ, dựa trên công việc từ cửa hàng đồng hồ của bố. Khi ấy, Dương Thụ Thành mới khoảng 12-13 tuổi. Giải thoại kể lại rằng, Dương Thụ Thành đã khâu hàng chục chiếc túi lớn nhỏ trên người để đem theo 200 chiếc đồng hồ, một mình chèo thuyền nhỏ ra khơi buôn lậu. Có người còn kể rằng, Dương Thụ Thành đã leo trộm lên một chiếc boong tàu, chở hàng 3 tầng bằng tay không và suýt chút nữa bị đánh chết, nhưng may mắn là lần nào cũng chót lọt. Cảm giác đánh đổi cả mạng sống vì tiền để trả nợ khiến sau này luôn không có cảm giác an toàn nếu không có tiền bên người. Dương Thụ Thành tâm sự, bây giờ mỗi lần đi chơi đều phải nhét 40-50.000 tiền mặt mới yên tâm. Hôm nay tôi cho người ta vay tiền, tôi thấy vui quá và rất thích cảm giác này. Số tiền kiếm được từ buôn lậu trở thành quỹ đầu tư mạo hiểm của Dương Thụ Thành. Năm 21 tuổi, ông đã mở cửa hàng đồng hồ đầu tiên của riêng mình ở Kowloon, Hồng Kông. Năm 23 tuổi, Dương Thụ Thành đã có được quyền đại lý của các thương hiệu xa xỉ Rolex và Omega. Sau đó, Dương Thụ Thành thành lập công ty đồng hồ và trang sức. Chưa đến 30 tuổi, ông đã thành vua đồng hồ nức tiếng một góc Hồng Kông, khiến cả showbiz e sợ nhưng phải quỳ gối trước vợ. Đến thập niên 90, Dương Thụ Thành bắt đầu thành lập tập đoàn Anh Hoàng với các lĩnh vực kinh doanh như khách sạn, tài chính, ngân hàng, bất động sản và thành công rực rỡ. Ông tiếp tục lấn sân sang ngành truyền thông giải trí và trở thành ông trùm được tất thảy nghệ sĩ kính nể, trong tay sở hữu vô số những ngôi sao giải trí hạng A như Tạ Đình Phong, Phạm Băng Băng, Dung Tổ Nhi. Tạ Đình Phong coi Dương Thụ Thành như cha nuôi của mình. Tạ Đình Phong từng tâm sự đầy biết ơn: "Ông Dương là cha nuôi, là người dìu dắt tôi vào làng giải trí, không có ông Dương sẽ không có tôi ngày hôm nay." Dương Thụ Thành cũng là ông trùm quyền lực được nhiều minh tinh tìm đến khi gặp khó khăn, trong đó có Thành Long. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khi ấy như Thành Long từng phải chạy tới xin ý kiến Dương Thụ Thành xử lý việc Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi đã mang thai. Khi ấy, Dương Thụ Thành khuyên Thành Long nên về xin lỗi vợ là Lâm Phụng Kiều, nói rõ ràng với vợ nên nhận được sự tha thứ. Vụ việc này ông cũng công khai với truyền thông, tuy bị dư luận chỉ trích nhưng vẫn giữ được gia đình ấm êm. Dương Thụ Thành còn là nhân vật cấp cao của Tân Nghĩa An, đó là một bang phái của người Triều Châu. Không chỉ thống trị Hồng Kông suốt hàng chục năm mà còn thao túng cả giới giải trí. Trong số những băng đảng giang hồ, Tân Nghĩa An đến giờ vẫn được coi là băng đảng hùng mạnh và có thanh thế nhất ở Hồng Kông. Theo nhiều nguồn thạo tin, Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát và anh em Hướng Hoa Cường đều được xác nhận là thành viên của băng xã hội đen này. Dương Thụ Thành bước vào con đường yêu đương từ rất sớm. Năm 20 tuổi, Dương Thụ Thành hẹn hò với Nhiệm Mạn Linh, một tiểu thư trẻ tuổi con nhà giàu có. Mối tình thời trẻ nông nổi và kết quả là Nhiệm Mạn Linh có thai. Ngày đó việc mang thai trước khi chưa kết hôn là điều không thể chấp nhận được. Nhưng may mắn thay, nhà họ Dương tư tưởng vốn rất tiến bộ. Hơn nữa, cha mẹ Nhiệm Mạn Linh cũng rất hài lòng với cậu con rẻ nên cuộc hôn nhân này nhanh chóng được hình thành. Kết hôn với Nhiệm Mạn Linh, cô vợ xinh đẹp giàu có không làm cho bản tính trăng hoa của Dương Thụ Thành mất đi. Ông từng có câu nói vô cùng nổi tiếng: "Trên đời không có người đàn ông nào không tham tiền và sắc dục, cũng không có người phụ nữ nào không ham hư vinh." Trong suốt 40 năm làm ông trùm giải trí, số người đẹp vây quanh ông nhiều không kể xiết. Báo chí Hồng Kông thường xuyên bắt gặp ông vào khách sạn, hộp đêm với các cô gái trẻ chỉ đáng tuổi con. Một trong những mối tình đáng chú ý của Dương Thụ Thành có lẽ là câu chuyện với Lương Lạc Thi, nữ ca sĩ Tống Tổ Nhi. Dương Thụ Thành quen Lương Lạc Nhi khi cô mới chân ướt chân ráo bước vào nghề. Vị tỷ phú say mê nét đẹp lai của cô và quyết tâm lăng xê cho người đẹp. Đổi lại, Lương Lạc Thi phải làm bồ nhí cho tỷ phú.
Tường đã nắm chắc người đẹp trong tay, nhưng Dương Thụ Thành không ngờ khi thành danh Lương Lạc Thi lại lén lút qua lại với đại gia Lý Trạch Giai và rời bỏ ông. Năm 2008, họ Dương cay đắng kiện Lương Lạc Thi phá vỡ hợp đồng nhưng bất thành. Diva làng nhạc Hồng Kông Dung Tổ Nhi cũng được cho là người tình lâu năm nhất của Dương Thụ Thành. Tỷ phú yêu chiều cô đến mức lấy tên ca khúc nổi tiếng của cô đặt làm tựa tựa chuyện đời của mình. Dương Thụ Thành thu nhận Dung Tổ Nhi về công ty Anh Hoàng và khen cô vừa xinh đẹp vừa có giọng ca xuất sắc hơn cả Vương Phi. Tờ tin nhanh Hồng Kông từng tiết lộ một câu chuyện về độ nung chiều của tỷ phú Dương với Bồ Nhí. Người ta từng đồn đại rằng vì giận Dung Tổ Nhi không đeo đồ trang sức hay những món đồ hiệu mà ông tặng, nên Dương Thụ Thành yêu cầu nhân viên mang kim cương tới tận nhà người đẹp. Không chỉ tặng trang sức, đồ hiệu, Dương Thụ Thành còn hướng dẫn Dung Tổ Nhi đầu tư bất động sản. Dự án này do tập đoàn Anh Hoàng đầu tư, em cứ mua đi, không có tiền tôi sẽ cho vay. Tiền sửa chữa tôi cũng có thể cho vay, em là người của công ty, không phải lo. Tỷ phú Dương nói, Dung Tổ Nhi lo lắng hỏi, lỡ em bị mất giọng thì sao, làm sao có tiền trả lại ông? Dương Thụ Thành khẳng khái trả lời, những căn nhà em cứ mua, sau này bán đi ít nhất mỗi năm có giá 300.000 nhân dân tệ. Khi giàu rồi em sẽ không cần làm việc cho tôi nữa. Khi Tăng Chí Vĩ vì chế nhạo Dung Tổ Nhi thì ngay lập tức bị người chém vào trán và phải nhập viện khâu hơn 20 mũi. Sau vụ việc, Dương Thụ Thành và Dung Tổ Nhi đều bị cảnh sát điều tra, còn Tăng Chí Vĩ vì nhận được đòn cảnh cáo nên bắt đầu thận trọng hơn trong việc nói chuyện. Trong số những người tình của Dương Thụ Thành, Phạm Băng Băng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Năm xưa, diễn viên họ Phạm từng được công ty chủ quản Hoàng Nghị hiến cho ông trùm giải trí. Báo chí đồn rằng cả mẹ của Phạm Băng Băng cũng nằm trong bộ sưu tập bạn tình của ông trùm này. Mối quan hệ với tỷ phú là bệ phóng giúp cô trở nên thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Ông trùm còn bao trọn 100% chi phí lễ cưới của gà cưng Trung Huân Đồng, Tiwin năm 2018. Chủ tịch Anh Hoàng cũng tặng cho hai vợ chồng một bất động sản trị giá 6 triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải và một cặp vòng vàng làm hồi môn. Điều quan trọng nhất chính là Ác Kiều Đường Hạnh Phúc tặng cô ấy một căn nhà là để cô ấy cảm thấy được bảo vệ. Sau khi kết hôn với Dương Thụ Thành và sinh cho ông một cô con gái xinh đẹp, cuộc sống của Nhiệm Mạn Linh là chuỗi ngày đi đánh ghen. Trong cuốn tự truyện của mình, Dương Thụ Thành kể lại, có lần Nhiệm Mạn Linh cùng em gái tới thẳng khách sạn nơi Dương Thụ Thành đang vui vẻ cùng một cô gái để đánh ghen. May mắn được báo trước nên cả hai đã thoát khỏi đòn ghen của Nhiệm Mạn Linh. Có lần, Dương Thụ Thành bị Nhiệm Mạn Linh bắt ghen ngay tại giường. Trong lúc tức giận, Nhiệm Mạn Linh cầm theo dao đi đánh ghen, khiến Dương Thụ Thành phải quỳ gối và nói hàng chục lần cô xin lỗi. Bản thân Dương Thụ Thành thừa nhận, dù trăng hoa nhưng ông vẫn vô cùng nể và sợ vợ. Quá mệt mỏi vì tính trăng hoa của chồng, Nhiệm Mạn Linh quyết định ly hôn và sang Mỹ sinh sống. Sau ly hôn, Dương Thụ Thành vẫn đối xử rất tốt với vợ cũ, chu cấp cho bà những khoản tiền khổng lồ cùng 4 tòa nhà giá trị. Năm 1985, Dương Thụ Thành lấy nữ nghệ sĩ Lục Tiểu Mạn làm vợ hai. Đến năm 1990, vợ cũ ngỏ ý muốn về nước làm việc trong tập đoàn Anh Hoàng, vẫn được ông vô cùng ủng hộ. Nhiệm Mạn Linh trở về công ty và giữ chức vụ lớn trong tập đoàn.